Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Thuốc Chinh Vlog. Cho Chinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Chinh với anh Tú ở nhà làm công việc nhà. Anh Tú hồi sáng thì anh Tú cũng có đặt cái lúa ở cả nhà. Thì hai chồng Chinh sẽ định kho tiêu mới khác, hiện giờ Chinh sẽ để rau để về nấu canh. Anh ơi, xin chào cả nhà. Ở đây thì rau mặt trời trời mưa là nó lên quá trời luôn nè cả nhà, thấy mê luôn, quá xá rau à. Rau mặt trời này ăn rất là thơm, mà giờ vô vườn nhãn là nhãn còn thơm hơn rau mặt trời chứ. Nhãn này chắc ta cũng gần bẻ ở đây anh ha. Ừ, gần bẻ chín quá trời thơm luôn cả nhà. Rau mặt trời thơm mà vô đây gặp nhà nhãn nó thơm hơn nữa. Nhiều dữ ha. Trời, ở đây Chinh thấy một đám rau cần cua nè. Cái này mưa 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 thêm đám này, đám mấy cần cua đây tốt lắm nè cả nhà, rất hồng luôn. Rau cần cua anh. Cái rau này nó thơm giống như là cái xà cái gì đó anh, em bữa em nói quên rồi. Không phải rau tần ngô, cái mùi y chang như rau tần ngô vậy đó cả nhà, rất là thơm luôn, như là mình ăn được rồi nè. Cái để nó bự xíu thôi là nó sẽ ra bông, nhưng mà đâu tự nhiên có nguyên cái dụng đất này là nó mọc rồi ha. Ừ, cái mấy chỗ khác đâu có đâu. Cái này thì giống như là nó cũng hiếm thì ngon, hiếm lắm mới có rau này. Này giống như nó bự xíu nữa là nó sẽ ra bông này cả nhà, màu tím. Ra bông thì nó không được ngon không. Để Chinh phụ Tú bẻ cho mau rồi. Đây thì Chinh với Tú đi vô vườn để bẻ cái rau. Này nhãn không tới lứa ở nhà, đi ngang thơm, hết sức thơm luôn nè. Trái bự 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 không. Nhãn này là tới lứa nè. Nên là quá trời ngon luôn. Thơm phức luôn. Thấy cái nhãn là chảy nước miếng luôn. Wow, cái chùm nhãn này cả nhà hết sức ngon luôn. Quá xa đảo nhưng mà nhãn là nhãn thơm. Mái che của Tú thì cũng làm xong rồi ha. À, mới qua thì Tú đi lấy quà đó, mấy lô đó nó quay không được. Giờ Tú xong rồi, giờ quay cho cô chú chị xem ha. Cũng nhừ luôn. Giờ chỉ là mình trộn lên được rồi. Những nhừ luôn. Những nhừ luôn em ơi. Tú có cơm nè, cơm cám nhuyễn với Tú đợi miếng thức ăn á, chút xíu à, không nhiều, Tú trộn lên đó, nhớ luôn, nhừ luôn á. Ăn đầy đủ cái này, con vịt nó ăn đầy đủ dinh dưỡng luôn nè. Giờ có túi độn gì nè, con vịt nó mình đỡ tốn hơn, nó lại được ăn no nữa, dư bầu. Giờ thì dịch Tú nay lên lắm nè, Tú kêu nó lại nha. Rau muống của Tú hôm nay Tú ương vừa rồi á, hôm nay gieo lên nhiều lắm nè, đây cũng tốt nè. Chấm mười. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Chinh định là sẽ đi trao phần quà của gia đình ông bà cố. Ông bà cố đủ quà nhưng mà Chinh với Tú làm chưa có giống như là lấy tập chưa có rồi á, lấy cặp rồi, lấy viết rồi nhưng mà còn thiếu tập. Nên là Chinh thấy cái đám ga đám
sống mà trên lưng nè, sống thấy lên tại vì bữa hổm dịch nó, gà của mẹ nó chạy vô nó nhỏ rồi, cho nên là giờ Chinh Vinh Tú định là sẽ cái nào nó không lên đó, cái nào đất nó không lên đó thì chắc là Chinh sẽ làm giống như là cái chuồng gà của anh ha. Ừ, làm chuồng gà em ơi, chắc Tú nghĩ cho chồng mà. Tại vì gà mẹ vô phá quá. Hoa nó quậy quá, giờ phải bao quanh lại. Chứ lại bầu của hổm trời mưa cái trên cắt cái nhà trên cũng quên vụ cái bầu mình phơi á. Cái nó rớt xuống vậy nó rớt hồi bầu xuống. Rớt hồi bầu xuống nay bự hết rồi cái nhà. Trên định với Tú thì để ngồi lấy cái len, đứng lên đó. Đứng lên đó cái mình làm nguyên cái hàng cái chỗ hàng mớp anh Tú thì nuôi gà. Nuôi gà. Giờ Tú giờ chăn nuôi rồi. Giờ Trinh sẽ làm cái lứ á. Cái lứ để trên gì đặng cho gà nó ở. Gà nó ở cái phần xuống dưới đặng nó đừng có hôi. Cái mình rải cát ở dưới ha. Để trên thì Trinh trồng bầu để làm kế hoạch mới là coi. Chứ cái này bữa hổm tại vì gà của mẹ vô nó quậy á. Trên nó quậy nó quậy hết luôn mớ rồi. Đám cái muống này còn được đám cái muống nè, chứ bên đây là nó quậy hết rồi. Có lên nhưng mà nó ít à. Thầy hai vợ chồng mình đi phát quà rồi cái nhà không ai coi vô quậy phá trơn, mổ trơn sạch xanh. Thầy mình ở nhà, cái mình thấy nó không vô. Mình thấy nó không y vô. Á. Hai vợ chồng tối y á. Y là nó sẽ không vô á. Nên là nó vô. Rồi cái này thì xin gãy rau dền này thì búng lên rồi cả nhà. Búng lên nhóc rồi nè. Còn cái này là lúa. Lúa dạng gơm á, gơm trên gãy á. Cái lứa hộp lúa nhỏ ra cho lúa nó lên á. Nắm nhỏ à. Nắm nhỏ nhẹ hiệu à. Đất nó mềm à. Tại mưa hôm gài mưa dầm cũng mấy ngày. Bây giờ thì anh Tú bứng cái cây ấy rồi bả nè, cây bầu á. Cây bầu á, cỏ này để anh nhổ về dài cho. Anh bứng cây bầu này lên đi. Thì đồ bắp này cũng có nó lên nè. Trời mưa này ướt nhẹt nó dễ sống rồi ha. Rồi mưa mấy đám mà cỏ lên quá dữ nha. Cỏ lúa. Không phải cỏ là lúa. Lúa. Lúa chưa nó lên. Có gãi rồi mới nó lên. Cải hiện nay lên cũng mầm mầm rồi nè. Cái này là bầu nè Tú. Bầu này nữa chắc Chinh làm cái vàng cho nó sụp qua đây nè. Qua đây là bò rồi, thẳng bên đây. Bây giờ nó lên nhóc nè. Bây giờ nè. Bây giờ lên nhóc. Mà lúa này cũng dễ nhổ ha. Lúa này nó mới lên á. Nhấp rồi lên. Vậy nó bự cũng một chút thì khó mần ha. Đồng bắp gì rồi Tú để ương hộp xuống ở nay lên nhóc nè. Cái này là bầu nè Tú, không phải bắp nè. Bầu hả? Cái này cái bầu. Nè đồng bắp. Cái bầu này chắc cái này nó ngay hàng nè. Thì nữa mình làm cái bầu bên đây qua nó cũng đẹp nữa anh. Để nó mát. Bầu này là bầu trái dài nè. Bầu sao á, ra trong đó luôn. Không mà đắt nữa chứ. Bứt lên là chết ngắt. Hôm nay ương tỏi nha. Tỏi trên ương bữa chưa lên nữa đó. Nay lên chưa không biết. Chưa lên nữa. Đây Tú qua thử coi coi. Mày nó ra cái mài đó là nó chuẩn bị đó. Nó lên một lá hai lá thì mình ngâm rượu. Nước hết à. Lá tốt hơn. Giờ hai chồng Tú thì cũng làm mà. Hai chồng bông. Chồng bông luôn. Cái này thì sơ dừa người ta cũng trộn rồi vậy nè. Đi mua người ta trộn rồi á. Nhưng mà chưa có đất thôi. Về mình trộn với đất lên đi. Trộn cái đó là cái bỏ vô cái chai. Nè cái chai giống như
Trinh cắt á, cắt cái lỗ lỗ vậy nè. Thì nãy lúc cắt á thì cực lắm, cắt thọt cái kéo vô khó cắt. Rồi anh Tú mới lấy cây sắt, cây sắt bự, anh Tú đốt, đốt cho nóng thì nóng. Anh Tú sơm mới lủng qua, sơm lủng qua, nên là giờ dễ hơn. Cũng nhiều lắm à. Sơm lủng qua thì giờ lấy sắt là thì đốt là nó sẽ dễ hơn á. Sơm 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 nè. Giờ đất thì trung trọng rồi ha, không bỏ vô. Nay nay trồng trồng bông 10 giờ giống như vậy nè, cho nó cái bông 10 giờ thì trên cái túi nè, lúc mà đi từ thiện á thì thấy nhà chú đó trồng nhiều quá Túc. Chú bè chú nói thôi con xin hái nhiều nhiều đi, cắt nhiều nhiều đi về trồng. Cái này nãy giờ nó ra nhiều quá, tiên cắt quá. Cắt đem để ngoài luôn em, để cho dính cũng đất. Bỏ gì mới đất luôn. Từ giờ nó cũng dễ trồng lắm cả nhà, trồng là nó sống rồi. Ờ em ngắt thì cũng được nữa. Những cái mình không biết cái màu. Kiếm màu, em đang kiếm màu á. Em kiếm cho cái màu giống như là nó cái chậu nhiều màu á. Em nghĩ là mình ghim xong thì mình hay cắt cũng được. Ghim vô vậy. Cho nó đều vô đây rồi hồi cái gầu hết á, cái chân sẽ cắt. Nó có dễ hả em? Chú kêu ruộng đại đi, ruộng rồi đem về ăn trồng. Giờ nó đều hết hai bên tròn hết nha. Bỏ đất vô. Bỏ đất vô cái phần trên này Trinh cũng làm giống y như nãy luôn. Cái chồng này cũng cỡ nửa tháng nó mới ra quá. Nửa tháng hoặc 10 bữa vậy đó nó mới ra, nó mới ra vậy. Em đừng có xay cái lon, em xay cái lon nó bị ấy cuốn tròn lại nó sứt. Cái em ghim cộng cộng được. Thấy chứ em bông 10 giờ cũng dễ sống lắm. Ghim mà sống nhưng mà cái là nó phải có nắng. Đúng rồi. Cái ra ngoài nắng mới cho có bông. Là Trinh Vinh Tú mới không có cái giống như là nhà Trinh không có cái sân để có nắng. Nên là trồng gì nè, trồng gì cái đầu Trinh Vinh Tú mới làm cái hàng cây. Cái hàng cây giống như xào quần áo vậy đó. Cái đầu mình mới treo nó lên. Bông cũng đẹp lắm nè. Bông thêm màu này cũng khác nữa nè. Rồi. Hồi sớm giờ Tú cũng phụ và hai vợ chồng cũng làm chung luôn. Giờ thì Trinh Tú làm cái sản phẩm nó vậy nha. Sản phẩm. Giờ sẽ cho nó ra một cái tuyệt mới, chứ nó chưa có đủ sức. Chưa đủ sức để nuôi á. Nói gì nữa nó đâm ra cái mới nữa. Lúc đó nó lấy bông được. Bây giờ nó vậy thôi chứ nó không có lấy bông được. Nó làm thợ giống như làm thợ hết tóc nha. Ông 10 giờ giờ nó có ra nhiều màu đẹp quá. Trinh thấy quá trời màu luôn, không phải như hồi xưa. Mình tỉa ở dưới này cho nó bằng cái đi. Để lên trên. Giờ xấu vậy thôi chứ nữa là nó ra nó đẹp ha. Ừ, giờ thấy xấu rồi. Thấy vậy chứ giờ tại vì mình hớt hết thì nhìn nó xấu á. Niệm như hớt tóc đấy cô chú anh chị. Hớt tóc nó xấu vậy. Giờ mới hết thì xấu rồi, giờ bữa nó đẹp lắm mà. Giờ bữa nó ra bông rất là đẹp luôn. Với lại nó ra tược mới nữa cả nhà. Nếu mà Trinh hớn gì á, bạn dưỡng cho nó ra tược mới. Nó sẽ đâm thêm chồi mới ra. Ra tập luôn nha. Kìa kìa nhìn cũng chảy xuống miệng. Vừa tập mới luôn á, vừa tập mới khui thùng luôn nè. Mới khui thùng. Các em học sinh đó. Thôi em lấy cái lên cái đi. Cái được em. Ý dạ. Này là ăn chục hả chị? Ồ, tập đẹp lắm. Thùng là 100 đó. Thùng là 100 nha. Tập này là 100, 100 trang. Nói chung là Kiệt thì Trinh cũng đã nói như clip vừa rồi đó là Kiệt chỉ giống như thì Kiệt bỏ công ra để phụ giúp phía Trinh chứ không có lấy lời. Cho nên là ở đây thì có nhiều cô chú cũng bình luận trong clip của em là cảm ơn Kiệt rất là nhiều luôn nha. Em cũng cảm ơn Kiệt nha. Trời ơi, mình không, mình tình thương mến thương. Thương em làm vậy là được, vậy là hạnh phúc rồi. Dạ. Vậy gì? Rồi vậy giờ em chở hết rồi sao? Chở mấy thùng rồi, tổng cộng mấy thùng? 4 thùng hả chị? 400 thì 4 thùng. Thôi, phải lấy cái vỏ xe. Không được, chở 2 chắc được. Em lần sau. Hai lần sau mới dễ, em để 2 bên đùi em nè, 2 bên đùi là 2 thùng. Em nhớ thùng chứ, tôi chở thùng thôi. Tới nhà nó thăm nó không vậy? Không, không. Đây thì
ai cũng khen Kiệt dễ thương. Cảm ơn Kiệt rất là nhiều đã hỗ trợ. Nói chung nếu mà không có Kiệt thì em cũng không có được phần quà nhiều mà gửi đến các bé, cho nên là cô chú cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến Kiệt. Nghe Kim nói vậy là Kiệt phải ngay hệ luôn á, đặt sách ngay luôn rồi. Em đâu có biết đâu, tại vì hôm bữa em bàn với chị là nếu mà mua trong Sóc Trăng á kìa là không có tới 100 phần đâu, tại vì người ta đâu có để giá đó cho mình, hiểu không? Dạ, cho nên là mọi người cũng biết cái công của Kiệt nên là cũng gửi lời bình luận cảm ơn đến Kiệt. Tiền cà phê không chịu lấy là không lấy, tại vì Trinh biết là cái đó là Kiệt lấy giùm thôi chứ không có bán. Dạ. Mình không có sức tiền ra thì dạ. Ra công xong tiết sớm dạ. Nghỉ bán đi làm mà cảm thấy vui. Ở đây thì Kiệt hai chồng là cũng vậy, là Kiệt phái lắm. Thì nằm có em có cô chú hỏi hỏi có cô chú hỏi Trinh là quen với Kiệt lâu lắm mày hả? Quen hồi cái thời mà quen với Kiệt hồi cái thời mà Trinh còn ở đợ á, Trinh còn đi làm ở đây nè, ở đây hồi còn ô xin mà được chơi chọn bằng, có bằng cao cấp luôn, cao cấp ở đợ quỷ à. Gọi cho nó số mấy kìa, ở đây thì Kiệt bán đồ đủ rồi, có đồ trai con gái, đồ lớn, đồ nhỏ, đồ người già, trẻ em có đầy đủ. Mấy bé đồ của mấy bé nhỏ nhỏ nè, dễ thương sợ nè. Còn đây là Kiệt mới lấy hàng mới về, hàng của đây, cái này là hàng của nãy Kiệt mới nói của ai quên này, Tích Minh Tệ hả Tú? Tệ nè. Này là hàng mới của Kiệt mới về nè. Rồi nhìn chặt cái bóng rồi đưa máy cho chị Trinh nha. Chị cảm ơn con nha. Dạ. Hai chồng tích cực quá trời luôn nè. Đây với bài Kiệt luôn nha. Đàng hoàng chưa? Kiệt với bài cả nhà. Dạ, với bài nha. Đây thì Trinh cũng đã nhận nhận cái tập. Cái tập về đủ hay không? Thận thơ. Chào mừng cô chú. Vâng, chào mừng cô chú. Ở đây thì tập này là mỗi một cuốn tập là 100 trang, mỗi một cái bọc mà bao kính là gì là 10 cuốn tập. Một thùng gì là 100. Thì 100 phần quà, 100 phần quà thì Trinh sẽ phát cho các bé là mỗi một bé là 4 cuốn tập ha. Thì 4 cuốn tập 100 phần thì là 400 cuốn tập. Thì ở đây Trinh có là 4 thùng. 4 thùng là 400 ha. Thì bây giờ cũng trễ rồi, cho nên là Trinh với anh Tú cũng tranh thủ làm việc nhà, làm cơm cho xong. Rồi xong rồi tranh thủ buổi tối á. Buổi tối đang nhờ bé Thuận với bé Thư với cái phần quà riêng là 4 cuốn tập với 4 cái viết, thì Trinh để riêng cái bọc riêng. Rồi nhận cái này kèm theo cái bọc kia ha. Là ngày mai á, anh chở một bên là chở tập, và một bên là chở cặp. Bên thì tập với viết, một bên thì cặp. Thì lúc mà Trinh phát á, thì anh Tú tại vì có hai chồng cho nên là Trinh tính sắp xếp gì, thì lúc mà anh Tú quay thì Trinh đứng hai bên giống như là Trinh cho ổi vậy đó, thì Trinh sẽ phát bên đây cái cặp nè, thì bé đứng đợi đó, thì Trinh sẽ lấy cái thò tay kia lấy luôn cái phần tập luôn, cái phần tập mà mình phải vô bọc cho nó gọn, vô bọc đặng bỏ viết rồi vô luôn 4 cây luôn cho nó đều á, rồi xong mình phát luôn vậy là được ha, được không? Được. Chứ em thấy nếu mà bỏ thì em đây, nghĩ ra em làm thì anh em cũng nghĩ là làm gì thì nó giống như nó được. Tiện lợi hơn cho cả nhà, dễ giống như là dễ xem hơn. Bốn cuốn tập với cái cặp thì để hai bên, thì Trinh phát y như cho ổi vậy đó, phát bên đây mình lấy một cái, bên kia mình lấy một cái, thì mỗi một bé giờ lấy vậy là có thể đi ra ha. Rồi vậy cái bé khác vô tiếp. Dạ, cái này thì để qua bên để tối Trinh mới vô cái bọc, và Trinh với tối đi mua bọc mới vô được. Này thì sáng anh Tú đặt cái vớn ở nhà thì anh Tú dở ra nè. Ít là Tú cũng không quay. Cá hụng hỉnh mà tấm này có cá mắm cát nè cả nhà. Ừ. Thì sao được cô vô cá kèo nè. Cá kèo này giống như là cá kèo biển vậy ha. Ừ. Ở đây thì tép cũng có vô tép bạc nữa nè. Tép bạc thì Trinh lột rồi, cái này để nấu canh. Còn cái phần này thì Trinh sẽ giống như mình kho chung. Kho cá, kho tép, kho chung luôn. Cá mắm cát thì cũng được vài con nè cả nhà. Cá bông trứng, nói chung nó vô lộn xộn cho nè. Lòng tông nữa nè.
giờ thì em kho này ha. Tại sao? Chứ không có quay cho cả nhà xem, thay vì quay dở lú thì Trinh cũng quay cho cả nhà xem là hai chồng Trinh thì cũng hàng ngày, nếu mà không đi từ thiện thì ở nhà cũng quay quần làm cho dịch hoặc là làm giường rồi đó, làm cái miếng này lại nè. Miếng mình đi gấp nè. Dạ. Kim với anh Tú thì cũng dự định là sẽ nuôi dịch thêm, ủa nuôi gà thêm, nuôi dịch, nuôi gà thêm, chắc là Trinh làm cái ngang ngang nữa làm cái chuồng anh ha. Ừ, làm chắc như cái clip gao đó mình lại cái nuôi gà hết quá. Dạ đúng rồi. Bây giờ bầu á thì Trinh với anh Tú cũng giờ bên kia đặng nữa nó có cái dây á, nó bò qua bên cái ấy cho nó mát cái gà luôn. Đúng rồi. Giống như nó tiện lợi cái nhà mình khỏi cắt cái máy che luôn. Cho bầu nó bò ở dưới thì gà ở, còn trên này thì bầu nó bò cái có trái mình ăn. Cái này thì Trinh không có ốp đường, tại vì mẹ Trinh đi bọc ổ chút mẹ vô á, người này cũng mời mẹ vô ăn cơm. Để đây có bột ngọt với muối Trinh bỏ vô. Mẹ thì tranh thủ sáng này nè, không có mưa cả nhà. Với lại không có nắng nữa. Trinh bỏ vô miếng tỏi phi. Thì đi bọc ổi thì nó khỏe hơn. Đây miếng màu. Miếng màu Trinh thắng là Trinh bỏ nhiều lắm. Giống như là mình thắng không có đen á. Bỏ vô xíu nước mắm. Mình kho giống như là kho quẹt lại vậy, kho khô lại. Cái này kho chung với tép, kho lộn xộn cho cả nhà. Giờ nước cũng sôi á, Trinh bỏ tép vô luôn. Này tép bạc đất mà tép non. Trinh có như là bầm 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 nhỏ nhỏ ra. Này hạt nêm với miếng muối, miếng mùi ngọt. Trinh bỏ vô luôn. Tép thì màu chín. Nên mình bỏ tép vô cái bỏ vào luôn. Mình bỏ vô. Giờ này nấu khô luôn cả nhà. Giờ cá thì cũng cạn ha, mình bỏ hành vô. Hành nãy bự nó hơi sắc nên là hơi bự. Đây thì mỏi lên bữa đám giỗ nhà mẹ. Mẹ thắng nó bỏ mỏi lên cho nó béo. Béo như là nó bóng cá. Em làm tiêu. Quên trước quên sau. Bữa cơm gia đình Tú Trinh thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Mời mẹ ăn cơm, tôi cũng mời cả nhà ăn cơm luôn. Xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh nha. Mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời đi. Anh hả với em mời đi. Con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ mời chú ăn cơm. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ mời chú ăn cơm. Ăn cơm với hai con. Chị hai, con mời chị hai, con mời anh nợ, con mời ông bà, con chú ăn cơm. Rồi, giỏi, ăn cơm đi con. Anh nợ. Đây sao? Con mời chị hai nữa. Ờ. Rồi đó. Con mời bà ngoại con. Mời bà ngoại. Chị hai, con mời đi. Mời chị hai, con mời anh nợ, con mời chị hai. Rửa, rửa. Nghe canh nha. Con chén này. Nè, uống nước. Hả? Uống nước. Tốt quá. Mà nước canh ngon không nè. Đây còn nước gì hai coi ấy mà. Cá này tiếng này phái lắm nè, như thận thư nè. Canh nè hả? Cá khô tiêu. Cá này đừng chăn canh vô, chăn canh vô ăn không được đâu. Muốn chăn đó. Nóng muốn chăn canh phải không? Ăn đi, ăn thử thôi. Ăn thử thôi được chưa? Thử đi, hai chăn canh. Đây hai chăn canh. Cá bóng. Cá gì? Bóng, bóng cá. Để con Milo luôn. Ăn đi con. Đừng giờ Milo ăn đi con. Cãi nó. Ủa nhà nóng nha. Ừ, nó ăn no thì chơi với nó còn được. Ừ. Con no thì con no thì chơi với con no. Ăn luôn. Milo. Ăn cái no thì chơi Milo. Milo. Ồ. Chị hai chỉ mù ngoại hả? Ừ. Chị hai chỉ mù ngoại hả? Chỉ gì? Chỉ gì? Chỉ Milo. Con ăn cơm đi. Ừ. Con ăn thử con tép không? Tép mềm à. Dạ. Tép hả? Ừ. Cái bạch ngon mềm. Canh ga mặt trời này nấu ra màu xanh dữ nha em. Ừ. Thơm. Ừ. Thơm phức. Thơm mà nó ngọt lắm luôn. Cái lại nấu chung với tép bạc nè, nó ngọt. Con ăn rau. Ừ, rau được. Rau ngon. Rau này ngon lắm
Dạ. Rồi. Thử coi được không? Rồi thử rồi. Ngon. Sao ngon. Thơm ha. Nị là rau gì nị cũng biết ăn. Ngoài. Đấy, chạy hơn bữa nồi cơm để đắng. Dính nồi cơm hả? Anh thử hết đó này ơi. Thử hết miếng cơm đó. Rồi cũng mời cả nhà ăn cơm nha. Con mở vô nó chặn nó béo béo béo. Đây thử khoái đó. Bỏ mỏi rồi nó béo. Béo nè. Béo hả? Chân cá vô béo béo. Ủa, ai giống giống như nó hồi bạn giống như bạn ngon. Bạn ngon xa. Mà xa thì cái nhà tới mấy tới mấy chục cây số rồi. Tại chân rủ cha chứ mỗi lần như là thân binh hay gì đó hay là tết dân tộc có cha mới về thì cái xa đó. Cả nhà bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Tú cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã yêu thương gia đình nhỏ của Tú Trinh nha. Giờ thì video clip của Tú Trinh đã kết thúc. Thì Tú Trinh hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.